bây giờ đây chúng ta hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của chị Kim Nhí, Bảo Thi, Anh Thi và Huỳnh Như. Hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của diễn viên nhí Bảo Thi, Anh Thi và Huỳnh Như. Tí mày tội nghiệp ngắn ghê.
tay 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 diễn viên sư mẫu Anh Thư và diễn viên sư mẫu Bình Minh như thế nào quý vị? Sau một khoảng thời gian phát triển kịch bản, dự án và bên cạnh đó là những ngày tháng cũng có những điều rất đặc biệt cùng với ekip của mình 10 lời người trở lại. Cuối cùng ngày hôm nay, một phim đầu tiên được thưởng thức bộ phim này, chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý vị sẽ có những chia sẻ để tiếp tục về bộ phim để có thể mời tất cả quý vị khán giả yêu điện ảnh Việt ra đặt ủng hộ và đồng hành cùng với 10 lời nguyện trở lại. Xin được cảm ơn. Thì chúng ta có thể thấy là trên sân khấu